Xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiện của bạn Nam ha. Bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép hàng chơi Tết năm 2025 cho cô chú anh chị mình sưu tầm chơi Tết ha. Và giá cực kỳ yêu thương luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Có nói thời gian của cô chú anh chị mình đó ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bạn Nam ha. Rồi mình chào Nam nha. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình. Và một lô mai về cho cô chú anh chị mình nuôi làm chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Dạ. Và một đều rất hợp cây siêu ôm Sài Gòn nha. Số 1A nha cô chú anh chị. Mình thân là được 19. Giống của chú 6 Bình Dương phải không bạn? Đúng rồi. Chiều cao là 56. Tháng niên là 79. Rồi kênh giao lưu của chú anh chị 500 ngàn bao phí ship nha. Rồi, số 1A. 500 ha. Rồi mã số 2A. Rồi mã số 2A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Chú 6 Bình Dương luôn. Mình thân là được 19. Chiều cao 50. Tháng niên 69. Cây giao lưu của chú anh chị giá 500 nha. Rồi. Cây già mùa hả cô chú anh chị? 500 ngàn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây là mã số 3. 3A cũng là một cây cúc phận hương cô chú anh chị. Rồi. Cái này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Mình thân là được 13 rưỡi đến 13 nha. Chiều cao 77. Tháng niên là được 89. Cúc phận hương giao lưu với cô chú anh chị giá 400 ngàn cái ship. Rồi 400 ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4 ha. Rồi. Cũng là một cây 150 cánh cô chú anh chị. Rồi cái tàn cũng khá là đều cô chú anh chị ha. Dạ. Bản thân là được 19. Rồi. Chiều cao là 64. Tháng niên 80. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 500 nha. Này nha, có bị lỗi nha cô chú anh chị. Rồi. Khô rồi ha. Sao đó. Cốt 150 ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 5A. Rồi mã số 5. 5A là một cây giỏ nhung nha cô chú. Rồi. Quỳnh thân là được nguyên cái cũ nè. 10. Quá trời cũ ha. Cũ được 24. Cao 72. Tháng niên 72. Thì giao lưu giúp cô chú tìm giá 400 nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 6A. Rồi. Rồi, cũng là một cây giỏ nhung nha cô chú anh chị. Rồi, cây giỏ nhung ha. 6A. Bình thân là được 15. Cái này bạn khá ok á, ghép phôi vườn nha cô chú anh chị. Phôi mai vườn. Cái ngang 70. Rồi cây này mã số 6A em giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Giá là 450 nha. Rồi 450 ha. Đổi cây luôn mà. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 7. 7A. Rồi. Cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn ở lớn nha cô chú anh chị. Cây cái cũ quá chừng luôn. Siêu bông đã lớn cô chú anh chị ha. Mình thân là được 13. Nguyên cũ nằm dưới nha cô chú anh chị. Cao 77. Tháng niên 80. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 800 nha. Rồi 800 ngàn ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8A cũng là một cây cúc Vạn Phúc nha cô chú anh chị. Một cái tàn xâm lắm nha cô chú anh chị. Tàn khủng cái tàn luôn nè. Cái này ha, về mình vô dây mình chỉnh sửa lại. Tốt như cây zin ha. Bình thân là 9. Rồi. Cao là được 96. Tháng ngang 90. Cây giao lưu với cô chú anh chị giá 750 thôi nha. Rồi 750 ha. Mã số 8A. Rồi cây. Okay. Rồi mã số 9A. 9A cũng là một cây xâm Sài Gòn ở lớn nha cô chú anh chị. Cái tàn xong nó như cô chú anh chị. Tàn quá tại cái tàn của chú anh chị nè. Qua tại cái vàng đế luôn. Bình thân là được 10. Rồi. Cũ đặt là được 26. Cao 79. Cái ngang là được 88. Rồi cái giao lưu của chú anh chị mình giá 900 ngàn bao phí ship nha. Rồi 900 ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10A cũng là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. À, cái tàn quá trời luôn, cái tàn quá chừng bự luôn của chú anh chị ơi. Rồi, không số cái này đó các bạn. Rồi, ghép phôi mai vườn của chú anh chị ha. Bình thân là được 22. Rồi. Chiều cao là được 92. Tán ngang là được 1m5. Rồi.
Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị giá cũng chỉ là 1.200.000 bao phí ship luôn nha. Rồi cái này của clip luôn cho bạn. Rồi cái mã số 10 em cũng là một cái clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem mấy clip á. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn lại nha cô chú anh chị. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.